Xin chào các thầy cô. Ở buổi học trước thì tôi đã cùng với các thầy cô chúng ta đi tìm hiểu về dạy học trực tuyến này, những cái rào cản mà giáo viên chúng ta có thể phải đối mặt khi tổ chức một lớp học trực tuyến, cũng như là những cái niềm vui mà chúng ta sẽ nhận được khi mà tổ chức lớp học. Ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng với các thầy cô đi tìm hiểu về những kỹ thuật, những cái công cụ để giúp cho cái lớp học trực tuyến được sinh động hơn và hấp dẫn hơn. Như vậy là trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ gồm có hai phần chính. Phần thứ nhất đó là kỹ năng dạy học trực tuyến, và phần thứ hai đó là những công cụ dạy học trực tuyến. Và như đã chia sẻ ở trong bài học trước thì tôi sẽ tập trung để nói nhiều hơn về tổ chức lớp học theo thời gian thực, một cái lớp học giao tiếp trực tiếp giữa giáo viên với học sinh tại cùng một thời điểm. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay phần đầu tiên, đó là những kỹ thuật trong lớp học trực tuyến. Và ở phần này tôi sẽ chia sẻ với các thầy cô gồm 3 phần nhỏ, đó là trước khi lớp học bắt đầu, trong cái quá trình lớp học diễn ra và sau khi lớp học diễn ra. Đầu tiên đó là trước khi lớp học diễn ra. Việc đầu tiên rất quan trọng đối với mọi lớp học, không chỉ ở lớp học trực tuyến mà kể cả ở lớp học truyền thống, đó là việc chúng ta cần phải xây dựng một kế hoạch học tập, một thời gian biểu học tập và thông báo cho các học sinh của mình. Chắc chắn rồi, đây là một cái việc mà không thể thiếu để chúng ta hình thành cho các em một cái thói quen học tập, một cái định hình về việc là em sẽ cần có mặt vào lúc nào, thời gian nào, đúng không ạ? Cái việc thứ hai cũng rất quan trọng, đó là cần phải có một cái bản nội quy của lớp học. Cái nội quy của lớp học trực tuyến nó sẽ có một số điểm khác so với lớp học truyền thống. Chúng ta sẽ cần phải có thời khóa biểu trong nội quy này. Chúng ta sẽ có những quy định về việc đó là trong lớp học, ví dụ khi nào thì em được bật mic, khi nào em được tắt mic, em muốn giơ tay phát biểu ý kiến thì em dùng cái công cụ gì, hay là em phải bật camera trong lớp học không, hay là em có cần phải ghi chép bài như học ở trên truyền thống không. Đó là những cái quy định mà để giúp cho một cái lớp học trực tuyến nó được diễn ra một cách thuận lợi hơn và đạt được cái hiệu quả được tốt hơn. Điều thứ ba thầy cô cần phải chuẩn bị, đó là hãy sử dụng một cách thành thạo các công cụ để tổ chức lớp học. Chúng ta sẽ cần phải làm quen và làm rất thành thạo, thành thục công cụ bật này, tắt mic này, rồi thì làm cách nào để chia sẻ màn hình, rồi thì thậm chí chúng ta còn phải đặt chúng ta trong vai trò của người học, đó là sẽ có những cái sự cố nào có thể diễn ra, chẳng hạn như là em không nghe thấy giáo viên nói, chẳng hạn như là em bị out ra ngoài thì phải làm cách nào, đúng không ạ? Thì chúng ta phải luôn luôn hình dung ra những sự cố như vậy, tại vì những sự cố có thể xảy ra bất cứ một lúc nào trong suốt khoảng thời gian cái lớp học diễn ra. Và đồng thời thì chúng ta, ngoài việc là chúng ta sử dụng thành thạo, thì chúng ta cũng cần phải gửi một cái bản gọi là hướng dẫn sử dụng công cụ cho các bạn học sinh, để cho một cái buổi học nó được diễn ra suôn sẻ hơn. Thậm chí với lớp của tôi còn phải dành hẳn một cái buổi học đầu tiên để hướng dẫn các em cách sử dụng công cụ. Rồi thì có những cái thao tác để kiểm tra kỹ thuật để giúp cho lớp học diễn ra một cách trơn tru hơn. Một cái điểm nữa cũng rất quan trọng, đó là chúng ta cần phải chuẩn bị cả không gian. Đó sẽ là cần một cái không gian phải yên tĩnh, đúng không ạ? Chắc chắn là chúng ta không muốn rằng chúng ta đang giảng bài bỗng dưng lại nghe tiếng chim hót hay tiếng mèo kêu, đúng không? Một không gian phải đủ ánh sáng để học sinh có thể theo dõi được hình ảnh của thầy cô của mình. Rồi chúng ta sẽ phải sử dụng một trang phục phù hợp, đúng không ạ? Cái này nghe thì có vẻ rất bình thường, nhưng mà tôi thấy là có một số thầy cô giáo thì nghĩ rằng tôi đang dạy học ở nhà cho nên tôi không quá quan trọng trang phục, tôi có thể mặc ngay một bộ đồ ngủ. Thực tế thì một trang phục chỉn chu, một trang phục phù hợp sẽ giúp cho người học của mình có thiện cảm hơn, giúp cho cái quá trình lĩnh hội và tiếp thu tri thức nó được các bạn cảm thấy nó có niềm tin hơn, có sự tin tưởng hơn và có sự trân trọng hơn những cái kiến thức được truyền đạt. Các em phải vẫn coi như rằng chúng ta đang học như ở trên lớp, đúng không ạ? Và một cái điều nữa cũng phải rất quan trọng cần phải chuẩn bị, đó là kiểm tra về kết nối internet, các cái thiết bị để xem rằng cái đường truyền của chúng ta đã ổn định chưa, đã đảm bảo hay chưa. Đó là những các cái bốn cái ý mà tôi chia sẻ với các thầy cô về việc đó là trước khóa học chúng ta cần phải chuẩn bị những gì. Tôi có thể nhắc lại với các thầy cô, thứ nhất đó là chúng ta cần phải xây dựng một kế hoạch học tập cho các em. Thứ hai, mình cần xây dựng một cái bản nội quy trong lớp học. Thứ ba, đó là chúng ta cần phải chuẩn bị những cái không gian phù hợp. Và một cái nội dung nữa, đó là chúng ta cần phải sử dụng một cách thành thạo các công cụ, cũng như là gửi hướng dẫn sử dụng công cụ cho học sinh. Sau giai đoạn chuẩn bị thì chúng ta sẽ bắt đầu với những cái lớp học của chúng ta. Việc chúng ta cần phải lưu ý đây là gì? Điều đầu tiên đó là hãy cố gắng vào sớm từ 5 đến 10 phút so với lớp học bình thường. Thì ở lớp học trực tuyến chúng ta sẽ cần phải có những cái việc, những cái thao tác như là kiểm tra các cái thiết bị này, kiểm tra đường truyền này, thậm chí là phải điểm danh các bạn ý xem các bạn đã có mặt đầy đủ chưa, đúng không ạ? Thậm chí là trong buổi học đầu tiên thì tôi nhớ là tôi sẽ cần phải hướng dẫn các bạn ý một cách rất nhanh chóng về cái công cụ này, mặc dù trước đó tôi đã gửi cho các bạn ý cái tờ thông tin hướng dẫn sử dụng công cụ. Thứ hai nữa đó là cái sự thể hiện trong lớp học. Đầu tiên là về giọng nói. Giọng nói trong lớp học trực tuyến thì với tốc độ vừa phải,
rõ ràng, cái này phải rất quan trọng. Tại vì có thể là do cái tốc độ đường truyền mạng thì âm thanh nhiều khi bị bóp méo và nó sẽ không còn giống như việc mà chúng ta giảng ở trên lớp nữa. Cho nên hãy thật sự là vừa phải để giúp cho các bạn học sinh của chúng ta nghe rõ, nghe tròn vành, rõ chữ, đảm bảo giọng nói một cách rõ nét. Ngôn từ thì cũng cần phải dễ hiểu này, logic này. Và một cái lưu ý nữa đó là hãy ngồi thẳng lưng, để giúp cho học sinh của chúng ta không có cảm giác rằng ồ sao cô trông cứ hơi mệt mỏi nhỉ, cô có đang hào hứng với lớp học hay không. Và hãy nhìn thẳng vào camera. Tất cả học sinh đang rất chú ý, đang rất chăm chú vào thầy cô. Và một cái nữa đó là hãy biểu cảm sắc thái khuôn mặt rõ ràng. Lớp học trực tuyến nếu chúng ta chỉ quay cái phần mà từ trên bụng hất lên khuôn mặt thì nhiều khi là những cái cử động chân tay này, những cái bước di chuyển chúng ta sẽ không có trong lớp học trực tuyến. Và bởi vậy cho nên cái biểu cảm ngôn ngữ cơ thể trên khuôn mặt của các thầy cô nó sẽ cần phải rất là rõ ràng. Thầy cô có thể ngạc nhiên, thầy có thể buồn, có thể vui với những cái phản ứng của các bạn, để giúp cho cái cảm xúc trong lớp học trực tuyến nó được mạnh mẽ hơn, giúp cho cái quá trình trao truyền kiến thức nó có nhiều cảm xúc hơn. Lưu ý tiếp theo của tôi đó là về cách thức trả lời của học sinh. Ở phần này thì tôi có một cái mẹo nhỏ dành cho các thầy cô, đó là tuyệt chiêu mã hóa câu trả lời. Có nghĩa là gì? Trong một số các câu hỏi thì thay vì yêu cầu các bạn ấy phải gõ ra cụ thể cái nội dung câu trả lời, thầy cô hãy mã hóa nó bằng những con số. Tôi lấy ví dụ, lớp mình hôm nay các em đã chuẩn bị trên tay sách văn hóa giao thông chưa? Nếu đã chuẩn bị rồi, hãy comment số 0. Nếu chưa, hãy bình luận số 1. Đó, thì cái việc mà trả lời bằng những con số này nó sẽ giúp tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều và giúp cho cái quá trình diễn ra cái lớp học thực tế này nó nhanh chóng hơn. Một cái lưu ý thứ hai của tôi đó là hãy linh hoạt cách thức trả lời. Học sinh có thể nhắn tin như tôi vừa chia sẻ. Học sinh cũng có thể là phát biểu bằng việc là bật mic của mình lên và nói cho các bạn cùng nghe. Thậm chí là nếu như các bạn học sinh đang sử dụng máy tính, thầy cô cũng có thể yêu cầu các bạn đó là hãy trả lời câu hỏi của mình trên màn hình máy tính và sau đó chia sẻ màn hình máy tính với lớp của mình. Hoặc là bây giờ thì có rất nhiều những công cụ để hỗ trợ cho việc trả lời, ví dụ như là Palette chẳng hạn. Thì cái công cụ này tôi sẽ cùng với các thầy cô chia sẻ ở trong phần số 2 của buổi học ngày hôm nay, đó là các công cụ hỗ trợ việc giảng dạy trực tuyến. Như vậy thì những cái công cụ mà chúng ta sử dụng trong lớp học này, cái cách thức trả lời của chúng ta hãy thật sự là đa dạng. Hãy đảm bảo một cái sự sinh động để giúp cho học sinh luôn luôn là tương tác với chúng ta trong suốt cả một cái buổi học. Có một câu hỏi mà rất nhiều các thầy cô giáo hỏi tôi, đó là Tùng ơi, làm cách nào để cho cái quá trình tương tác trong một lớp học trực tuyến nó được nhuần nhuyễn, nó được liên tục? Thực ra tôi cũng phải đồng ý với rất nhiều thầy cô, đó là dạy học trực tuyến thì chúng ta sẽ khó theo dõi, khó kiểm soát cái mức độ tập trung của học sinh so với lớp học truyền thống. Ở đây thì tôi sẽ chia sẻ với các thầy cô những cái tuyệt chiêu, những cái kinh nghiệm để đảm bảo cho cái mức độ tương tác của học sinh gọi là ở mức độ cao nhất. Tôi tạm chia nó thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất đó là những cái kinh nghiệm, những cái phần cứng. Đó là gì? Học sinh sẽ cần phải bật camera trong suốt cái thời gian học tập của mình. Như vậy là giáo viên cũng có thể nhìn vào camera để biết rằng các em có đang tập trung với lớp học của mình hay không. Trong suốt cái quá trình diễn ra lớp học, thầy cô có thể tổ chức điểm danh đầu giờ, thậm chí là điểm danh vào một cái bất cứ một cái giai đoạn nào đó diễn ra cái lớp học. Đấy là cách để chúng ta kiểm tra sự tham gia, sự có mặt của học sinh. Thứ hai đó là kỹ thuật mềm. Kỹ thuật mềm đó là gì? Các thầy cô hãy chủ động để tạo ra những cuộc thảo luận có sự tham gia của học sinh. Thông thường thì có một cái quy tắc đó là trong một cái lớp học trực tuyến thì cứ khoảng 5 đến 10 phút thì thầy cô phải tương tác một lần với học sinh. Có thể bằng những câu hỏi rất ngắn và đơn giản, ví dụ như là các em đã hiểu bài chưa? Các em đã ghi được chưa nhỉ? Nếu các em cảm thấy hứng thú, hãy cho cô một tim. Hoặc là cũng có thể là những câu hỏi đồng thanh, ví dụ như là phần này các bạn cảm thấy thế nào? Và yêu cầu cả lớp chúng ta cùng phải tham gia trả lời. Hoặc là cô mời bạn A, cô mời bạn B, hãy cho cô biết về vấn đề này. Đó, thì đấy là gọi là hỏi ngẫu nhiên. Như vậy là chúng ta hãy kết hợp rất nhiều những cái cách thức khác nhau để giúp cho quá trình tương tác diễn ra. Hoặc là thầy cô cũng có thể cho các bạn học sinh sử dụng các công cụ này, những cái cho chơi trực tuyến để kiểm tra sự có mặt của học sinh. Tiếp tục lại là ở phần tiếp theo, tôi sẽ nói với các thầy cô về những công cụ, những cái trò chơi trực tuyến mà chúng ta có thể tổ chức ở trong lớp học này. Nguyên tắc để tăng sự tương tác, để giữ sự tập trung của học sinh đó là hãy luôn giữ cho các bạn học sinh có một cái sự bận rộn, họ sẽ không có thời gian để phân tâm và sao nhãng vào công việc khác. Giai đoạn thứ 3 của một lớp học đó là sau khi kết thúc lớp học. Thầy cô chắc chắn là sẽ nói với tôi rằng đó là chúng ta cần phải kiểm tra, cần phải đánh giá, đúng không ạ? Thế thì lớp học trực tuyến nó sẽ có kiểm tra bằng cách nào? Tôi có thể yêu cầu các bạn học sinh của mình hãy chụp ảnh lại cho thầy phần ghi chép của em.
Tôi cũng có thể yêu cầu các em là tóm tắt lại bài học của mình bằng sơ đồ tư duy chẳng hạn. Hoặc là tôi có thể cho các bạn ý những cái bài tập, những bài kiểm tra. Hãy gửi bằng những cái công cụ trực tuyến. Ở đây chúng ta có thể dễ dàng nhanh chóng chấm điểm cho các bạn ý này chỉ bằng một thao tác điện tử. Chúng ta cũng có thể ngay lập tức kiểm tra xem lớp mình còn thiếu những bạn nào. Đây là một điểm mà tôi khá là thích khi mà tổ chức các lớp học trực tuyến. Lớp học truyền thống thì tôi lại phải dò từng bạn một này, xem từng bài một, đọc từng bài một để chấm điểm. Còn đây, với những câu hỏi, đặc biệt là những câu hỏi trắc nghiệm thì rất nhanh chóng thôi, hệ thống đã làm giúp chúng ta cái phần việc này. Như vậy thầy cô sẽ tiết kiệm hơn thời gian rất nhiều ở cái giai đoạn đó là chấm điểm, đúng không ạ? Và đặc biệt hãy luôn có một cái phần đó là phần công bố kết quả của lớp mình để tạo một cái sự cạnh tranh, tăng cái sự hào hứng trong suốt cái quá trình diễn ra cái lớp học của chúng ta. Trên đây thì tôi có thể chiếu cho các thầy cô xem một số những cái hình ảnh mà tôi đã sử dụng các cái công cụ trực tuyến trong cái lớp học của mình để giúp cho cái bài kiểm tra nó được diễn ra thú vị hơn. Tôi cũng có những cái bài viết để động viên, ví dụ như là thầy thấy là bạn này đã cố gắng hơn rất nhiều so với tuần trước. Đó, thì cái việc học, việc làm bài kiểm tra của các em nó sẽ như một cái cuộc đua và các em rất hào hứng với lớp học của mình. Đồng thời, ngoài kiểm tra, hãy tổ chức những cái buổi đánh giá để các em chia sẻ cái phản hồi của các em về cái lớp học của mình. Các em thấy là cái nội dung này như thế nào? Các em thấy là các cái kỹ năng, rồi thì những cái kỹ thuật được sử dụng trong lớp học thì ra làm sao? Phần hiển thị mạng, hiển thị hình ảnh này, đường truyền mạng nó đã đảm bảo hay chưa? Đó thì những cái việc đánh giá này sẽ giúp chính chúng ta nhìn lại và soi lại cái cách dạy của mình này, những công cụ mình đang sử dụng có làm khó các bạn học sinh hay không, để giúp cho một cái lớp học của chúng ta hiệu quả hơn, chất lượng hơn và sinh động hơn. Ở phần thứ hai của buổi học ngày hôm nay, tôi sẽ tập trung để chia sẻ với các thầy cô về những công cụ hỗ trợ việc dạy học trực tuyến. Và các công cụ mà tôi lựa chọn để giới thiệu ngày hôm nay, đó đa phần đều là những công cụ miễn phí này, dễ sử dụng này và đang được rất nhiều giáo viên sử dụng. Và tôi tạm chia dựa trên cái mục đích sử dụng thì thành các nhóm công cụ như sau. Thứ nhất, đó là các công cụ để tạo lập một cái môi trường dạy học. Ở đây có thể là những công cụ để các thầy cô ghi màn hình này, những công cụ phát live stream này như là Facebook hay là YouTube, hoặc là những công cụ để hỗ trợ việc trao đổi giữa học sinh với giáo viên, ví dụ như là Zoom này hoặc là Meet này. Hoặc là thứ hai, đó là nhóm công cụ điểm danh. Công cụ điểm danh ở đây thì tôi có thể giới thiệu với các thầy cô đó là Mentimeter này, hoặc là Slido này. Thứ ba, đó là những công cụ để hỗ trợ việc thảo luận nhóm. Có thể cô sử dụng đến công cụ đó là Palette chẳng hạn. Thứ tư, đó là những công cụ để khuyến khích và tạo động lực học cho học sinh. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các thầy cô về Class Dojo. Tiếp theo đó là nhóm công cụ kiểm tra và đánh giá. Có rất nhiều luôn ạ. Có thể là Kahoot này, có thể là Google Form này, hoặc là có thể là SHUB chẳng hạn. Đó. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt tay để cùng khám phá xem những công cụ này có điểm gì đặc biệt. Thầy cô thân mến, trước khi đi vào giới thiệu cụ thể từng loại công cụ thì tôi cũng phải chia sẻ với thầy cô đó là trong khuôn khổ clip này thì do thời lượng có hạn nên tôi sẽ tập trung giới thiệu với các thầy cô đó là với nhóm nhu cầu này chúng ta có thể sử dụng công cụ nào và cái công cụ này thì có điểm gì hay để chúng ta có thể khai thác được từ đây, và tùy theo mục đích và cái nhu cầu của mỗi thầy cô có thể lựa chọn cái công cụ để mình muốn tìm hiểu sâu. Và hầu hết các công cụ này thì tôi đều tìm thấy những clip hướng dẫn rất cụ thể bằng tiếng Việt để thầy cô có thể tìm hiểu sâu nếu như có mong muốn tìm hiểu kỹ hơn về nó. Thì đầu tiên tôi sẽ giới thiệu với các thầy cô đó là những công cụ livestream. Để livestream được thì tôi thường, với cá nhân tôi thì tôi thường sử dụng đó là nền tảng của Facebook. Hiện nay thì cái việc tài khoản Facebook nó là một cái mà đa phần các học sinh của tôi đều có một cái tài khoản ở trên công cụ này. Chúng ta có thể vào đây livestream trực tiếp và các em học sinh có thể xem được cái cuộc trao đổi, cái trao đổi của chúng ta, và các bạn có thể ngay lập tức bình luận xuống bên dưới. Ngoài ra có một cái điểm rất hay của Facebook mà thầy cô có thể khai thác từ đây, đó chính là nhóm Facebook. Chúng ta có thể tạo lập một cái nhóm Facebook và sau đó thì chọn chế độ nhóm, đó là chế độ học tập. Và một cái điểm rất hay đấy là với những nhóm mà chúng ta set up, chúng ta cài đặt cái chế độ là nhóm học tập thì thầy cô có thể có một cái thư mục được tạo ra, đó là mục bài học. Và thầy cô sẽ chọn cái bài viết nào cần thiết thì để cho vào cái mục bài học đó. Và học sinh của mình có thể bấm vào mục bài học này, xem được cái tiến trình học này gồm những bài nào này. Đó, thầy cô thấy không ạ? Sau đó thì học bài nào xong thì các bạn có thể tích vào là đã xong, đã hoàn thành. Rất là hay và hiệu quả đúng không ạ? Chúng ta có thể tận dụng ngay một cái nền tảng miễn phí để có thể tổ chức một lớp học hiệu quả ở trên đó. Trên lớp chúng ta, trong nhóm Facebook của chúng ta cũng có thể đăng những cái câu hỏi để các bạn ý trao đổi này, thảo luận này, đăng những cái bài tập lên này. Đó là cách mà tôi cũng đang sử dụng.
Ngoài nền tảng của Facebook thì nếu như muốn livestream, thầy cô cũng có thể sử dụng một cái nền tảng thứ hai, đó là nền tảng của YouTube. Thì công cụ của YouTube cũng rất là đảm bảo cái tốc độ đường truyền để các bạn học sinh có thể xem được. Các bạn chỉ cần có một cái link là các bạn có thể bấm vào cái link đó và tương tác trực tiếp với giáo viên của mình. Còn nếu như thầy cô mong muốn rằng là một buổi học như vậy không chỉ có giáo viên độc thoại và các bạn ý sẽ comment, mà thầy cô muốn nghe được giọng của học sinh của mình, muốn những cuộc trao đổi giữa các bạn học sinh được diễn ra, thì lúc này thầy cô có thể sử dụng các công cụ trao đổi. Ví dụ như là thầy cô có thể tìm hiểu về Zoom này, về Meet này. Tôi biết là trong đại dịch Covid-19 vừa qua thì rất nhiều giáo viên đã phải gọi là cập nhật thêm về cách sử dụng các công cụ này. Và đây là một cái công cụ mà tôi thấy đa phần giáo viên đang sử dụng để giúp cho học sinh của mình có những cái bài học được hiệu quả hơn. Thì thầy cô có thể tìm hiểu thêm về hai công cụ đó. Tôi nhắc lại, đó là Zoom và Meet. Nhưng mà sẽ có một cái vấn đề nảy sinh nữa, đó là thế thì nhiều lúc chúng ta sẽ không thể nào xuất hiện vào đúng cái thời điểm đó để dạy học sinh của mình. Thầy cô muốn quay video bài giảng để gửi cho học sinh cơ, thì lúc này thầy cô có thể sử dụng ngay chính các thiết bị điện thoại này, các cái thiết bị máy tính này, để có thể quay lại cái bài học của mình. Nếu như thầy cô muốn quay bài giảng thì tôi có thể khuyên các thầy cô sử dụng một cái công cụ rất là hiệu quả, đó là OBS. Công cụ này các thầy cô có thể quay được cái màn hình slide bài giảng này, thậm chí là có mặt của giáo viên của mình ở trên công cụ đó. Thầy cô có thể thấy hình ảnh bên cạnh ạ. Đó. Thì nó rất là linh hoạt, nó rất là sinh động để giúp cho cái quá trình học nó được thú vị hơn. Ngoài cái công cụ này ra thì thầy cô, ví dụ như bản thân tôi chẳng hạn, tôi sử dụng MacBook thì tôi cũng có sẵn, tích hợp sẵn trong máy một cái công cụ, đó là QuickTime. Thì ở đây tôi có thể sử dụng luôn cái công cụ ghi hình màn hình của máy tính. Đó là những cách mà để chúng ta có thể đưa ghi lại cái bài giảng của mình và đưa tới cho học sinh của mình. Tiếp theo, nếu như thầy cô mong muốn là điểm danh các bạn trong lớp học của mình, ngoài cách truyền thống đó là các thầy cô sẽ nhìn trong cái danh sách những bạn đang xem live stream hoặc là những bạn đang gọi trực tiếp với chúng ta xem đang có những bạn nào, thầy cô cũng có thể tiết kiệm thời gian hơn bằng những công cụ có sẵn và miễn phí. Ở đây tôi sẽ giới thiệu với các thầy cô, đó là công cụ Mentimeter. Đây là một công cụ mà học sinh sẽ không cần phải tạo bất cứ một cái tài khoản nào. Thầy cô chỉ cần có một cái đường link này, các bạn bấm truy cập vào đường link đó, nhập cái mã số đang hiển thị và các bạn sẽ vào đây và trực tiếp tham gia điểm danh cùng với lớp. Một cái điểm hay của cái công cụ này đó là các bạn sẽ không thể nào mà dùng một cái tài khoản điện thoại, dùng một chiếc máy điện thoại có thể điểm danh hộ cho người khác được. Công cụ chỉ ghi nhận duy nhất một cái mã IP của điện thoại với một người duy nhất. Đó, thì đấy là một cái để chúng ta gọi là hạn chế tối đa khả năng các bạn học sinh điểm danh hộ cho nhau với công cụ này. Thầy cô có thể theo dõi thêm cái đoạn clip về công cụ này. Còn với mục đích hiện tại là tạo một phiếu điểm danh thật nhanh chóng thì thầy cô chỉ cần quan tâm đến dạng câu hỏi là open-ended, có nghĩa là câu hỏi mở. Bấm chọn open-ended và thầy cô có thể thấy thẻ soạn thảo nội dung hiện lên. Ở phần câu hỏi, ta nhập và chỉ báo yêu cầu để điểm danh, ví dụ như có 3 dạng layout để hiển thị câu trả lời là hiển thị toàn bộ câu trả lời, hiển thị dạng lưới hay hiển thị từng câu trả lời riêng. Thầy cô nên chọn hiển thị toàn bộ dạng hội thoại hoặc dạng lưới để dễ theo dõi quá trình điểm danh. Phần filter này là bộ lọc ngôn ngữ, cho phép chặn tự động các câu trả lời có ngôn ngữ thô tục. Tiếp theo là với việc thảo luận nhóm. Thảo luận nhóm thì tôi có thể sử dụng một cái công cụ, đó là Palette. Chúng ta sẽ có một cái bảng, tấm bảng rất lớn và sẽ có những cái câu hỏi dành cho mỗi cái tấm bảng đó. Học sinh sẽ truy cập vào bảng này. Sau đó thì có một câu hỏi ví dụ như là hãy liệt kê các hành vi ứng xử đẹp khi tham gia giao thông chẳng hạn. Đó, và lúc này thì các bạn ý sẽ, mỗi bạn có thể tạo cho mình một cái bảng nhỏ ở trong cái tấm bảng lớn để ghi cái câu trả lời của mình vào. Các thầy cô có thể nhìn thêm hình ảnh bên cạnh để các thầy cô hình dung ra về cái công cụ này. Đặt cái tiêu đề là chúng ta có thể đặt theo, ví dụ đây là góc học tập. Góc học tập khối 9. Góc học tập môn vật lý. Khối 9. Rồi, ở cái phần mô tả này á, thì dành cho các bạn học sinh trả lời các câu hỏi mà giáo viên đặt ra. Đây á, là cái ảnh nền ở dưới đây nè, chúng ta có thể thay đổi được. Em thích bông hoa này thì em có thể vào cái picture này. Em sẽ chọn một cái ảnh khác ha. Em có thể chọn một cái đơn giản như thế này thôi. Còn nếu thầy cô thích hình ảnh nào đó thì mình có thể chọn tùy ý thích. Có khá là nhiều hình ảnh. Thì ở đây chúng ta có thể ấn vào dấu ba chấm để có thể edit post, tức là chúng ta có thể chỉnh sửa được. Đó.
Chúng ta đặt câu hỏi là: chào thầy, hôm nay chúng ta học bài gì vậy? Rồi, save. Thì lập tức ở trên cái màn hình của giáo viên chúng ta sẽ thấy được cái chữ mà học sinh vừa chia sẻ. Thì đó là một cái phần mà rất là tiện lợi, tính năng rất là tốt của Padlet. Đây là một cái công cụ mà với những cái lúc mà cần bão não này, những cái lúc mà cần lấy ý kiến nhanh của lớp mình thì rất là hiệu quả. À, thầy cô cũng muốn hỏi các bạn, đó là các bạn hãy giới thiệu về quê hương của mình đi, và mỗi bạn sẽ có một cái ô để giới thiệu cái thông tin về cá nhân mình ở đây. Và sau đó thì cả lớp mình cùng nhìn lại một cái tấm bảng khổng lồ như vậy, và có những bạn nào này, những bạn nào đã tham gia trả lời và câu hỏi ý kiến của bạn như thế nào. Đó là công cụ về Palette. Tiếp theo đó là nhóm công cụ khuyến khích và tạo động lực học tập. Ở đây thì tôi giới thiệu các thầy cô, đó là công cụ Classdojo. Ở trên công cụ này thì các thầy cô có thể tạo một cái lớp học này. Trong lớp học của mình gồm những thành viên nào, thầy cô lại tiếp tục tạo ra các thành viên trong lớp của mình. Và trong cái quá trình lớp học diễn ra, những bạn nào mà nhiệt tình phát biểu ý kiến này, những bạn nào mà có cái câu trả lời thú vị này, thầy cô có thể click cộng điểm cho các bạn đấy. Những bạn nào nộp bài tập đúng hạn có thể cộng điểm cho các bạn đấy. Và ngược lại với điều đó, các thầy cô cũng có thể trừ điểm cho các bạn đấy. Nếu như khai thác kỹ hơn công cụ này thì ở trên này các thầy cô còn có những chức năng như là đồng hồ đếm ngược này, đồng hồ bấm giờ này, hoặc là nhiều lúc khi có quá nhiều bạn giơ tay phát biểu ý kiến mong muốn trả lời trong lớp mình, hoặc là thầy cô muốn kiểm tra bài cũ một cái bạn bất kỳ trong lớp mình, thầy cô có thể chọn vào chức năng đó là gọi tên ngẫu nhiên ở trên công cụ này, nó cũng rất là hay. Ngoài ra thì trên Classdojo các thầy cô cũng có thể tạo ra một cái gọi là cái nhật ký của lớp mình. Ở trên đó thì chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau những cái khoảnh khắc của lớp mình này, thậm chí là có thể kết nối được với phụ huynh ở trên chính cái công cụ Classdojo này, để giúp cho cái việc tương tác giữa phụ huynh với học sinh, với giáo viên nó được diễn ra suôn sẻ hơn. Thầy cô giáo này và phụ huynh có thể cập nhật một cách nhanh chóng nhất cái tình hình học tập của con em mình. Cuối cùng, chắc chắn rồi, việc học tập sẽ không thể thành công được nếu thiếu cái giai đoạn đó là kiểm tra và đánh giá kết quả học tập. Ở đây thì tôi thường hay sử dụng đầu tiên đó là công cụ Google Form. Tôi sẽ tạo ở trong Google Form, các thầy cô có thể để ý này, có một cái chức năng đó là tạo cái bài kiểm tra. Và khi mà tạo chức năng này rồi thì sẽ có những cái lựa chọn, ví dụ với quả trắc nghiệm này có lựa chọn ABCD này, thầy cô có thể cho bao nhiêu điểm vào câu này này, đáp án nào là đáp án đúng này, sau đó gửi một cái link cho học sinh sẽ bấm vào cái link này này, sau đó thì làm các cái bài tập kiểm tra mà giáo viên yêu cầu. Đó, và sau khi một cái điểm hay của tôi thấy là sau khi mà học sinh làm xong thì thầy cô sẽ nhận được một cái kết quả dữ liệu của lớp mình. Tại đây thầy cô sẽ biết được rằng là câu hỏi nào là câu hỏi mà học sinh hay bị trả lời sai nhất. Rồi từng mỗi câu hỏi thầy cô sẽ thấy được bao nhiêu bạn trả lời đúng, bao nhiêu bạn trả lời sai. Thậm chí là sẽ nhìn được một cái gọi là phổ điểm của lớp mình từ bao nhiêu điểm đến bao nhiêu điểm. Ở điểm số 5 chẳng hạn thì có bao nhiêu bạn đạt được, số 6 bao nhiêu bạn đạt được ở trong cái công cụ Google Form này. Ngoài chức năng trả lời câu hỏi trắc nghiệm cũng có thể trả lời câu hỏi tự luận được này, cũng có thể tham gia các cái câu hỏi ghép nối chẳng hạn, có rất nhiều các cái chức năng nữa mà thầy cô hoàn toàn có thể khai thác được nếu mong muốn tìm hiểu thêm. Hay là một công cụ khác mà tôi cũng hay sử dụng, đó là Kahoot. Cái điểm hay của Kahoot đó là cũng là trả lời câu hỏi trắc nghiệm, tuy nhiên thì sau mỗi câu hỏi trả lời thì sẽ luôn luôn có những cái hình hiệu hiệu ứng về âm thanh này, hình ảnh rất là sinh động, học sinh sẽ rất là gay cấn, rất là hào hứng khi mà trả lời từng cái câu hỏi trắc nghiệm ở trên Kahoot. Lúc này thì phần mềm nó sẽ bắt đầu, nó sẽ tạo cái bảng pin cho học sinh để chơi. Vậy thì học sinh muốn chơi thì các em sẽ phải vào cái trang như là play Kahoot.com. Các em có thể lấy một cái nickname của nó, và khi các em bấm OK Go thì nó sẽ xuất hiện tên của người chơi đã đăng nhập được vào trên màn hình này. Rồi mình bấm lại bấm OK Go. Đấy. Thì nó sẽ báo các bạn đã vào được bên trong người chơi với giao diện của giáo viên này. Thì đã có một người tên là Nam đăng nhập đây rồi. Đó, sau đó thì sau khi cả lớp, cả nhóm đã bắt đầu đăng nhập được hiện vào trong này, chúng ta giáo viên sẽ bấm nút Start để cho học sinh bắt đầu chơi. Đấy, thì đây sẽ là cái hình ảnh đại diện ban đầu của cái trò chơi mà mình đưa vào này. Đấy, đây là câu hỏi bắt đầu chạy, thì chúng ta nhìn trên giao diện của học sinh này, nó sẽ bắt đầu xuất hiện như này. Thì đây là giao diện của giáo viên, thì nó sẽ có các cái ý trả lời ABCD và nó được tô màu đỏ, xanh, vàng như này. Thế thì học sinh nó sẽ phải nhìn ở trên cái màn hình của mình và chọn màu từ lưng cho đây là bạn vừa. Đấy, như vậy thì ở trên màn hình của học sinh nó sẽ báo là đánh dấu tích như này, thì có nghĩa là bạn học sinh này đã trả lời đúng và bạn được cộng vào 620 điểm.
Kahoot thì có hai chế độ cơ bản. Một là thầy cô có thể tổ chức trực tiếp cho cả lớp mình cùng tham gia tại cùng một thời điểm. Chức năng thứ hai đó là thầy cô có thể gửi link bài tập cho học sinh và học sinh sẽ làm bất cứ một cái thời gian nào trong cái thời gian cho phép của thầy cô. Đó thì đấy là hai cái công cụ mà tôi vẫn hay sử dụng để giúp kiểm tra và đánh giá cái kết quả học tập của học sinh. Wow, không biết thầy cô có đang bị choáng ngợp chúng tôi không? Có rất nhiều công cụ đúng không ạ? Như vậy là tùy thuộc vào mục đích, tùy thuộc vào nội dung bài học, cái mong muốn của giáo viên mà chúng ta có thể lựa chọn một cái công cụ cho phù hợp với nhu cầu của mình. Và rõ ràng rằng mỗi công cụ lại có những cái lợi thế riêng. Rất khó để chúng ta tìm ra được một cái công cụ mà có toàn bộ, toàn diện những cái nhu cầu mà chúng ta mong muốn. Và bởi vậy, hãy biết tận dụng những cái lợi thế này để giúp cho cái lớp học của mình diễn ra một cách tự nhiên và thoải mái. Tôi có hai lưu ý nhỏ nữa ở phần lựa chọn công cụ. Thứ nhất, hãy lựa chọn một cách thật đa dạng. Đa dạng đó là những công cụ để tổ chức các trò chơi trong cái quá trình, trong cái tiến trình buổi học diễn ra, để giúp cho học sinh đỡ bị nhàm chán và giúp cho những cái tiết học của mình, những cái phần chia sẻ kiến thức nó được sinh động hơn. Nhưng mà đồng thời, ngoài sự đa dạng thì chúng ta lại vẫn phải có sự thống nhất. Thầy cô có thấy mâu thuẫn không ạ? Thống nhất ở đây là gì? Đó là với những cái hoạt động mang tính chất thường nhật, ví dụ như là kiểm tra bài này, hoặc là thậm chí nhiều khi là khởi động, hãy nên sử dụng tập trung trong 1 đến 2 công cụ để tránh việc học sinh phải làm quen với công cụ mới. Các bạn sẽ cảm thấy rất khó khăn khi mà ngoài làm bài tập ra thì bây giờ lại còn phải tiếp cận với công cụ. Cho nên là sẽ có những sự đa dạng nhưng đồng thời vẫn phải có sự thống nhất nhất định để giúp cho cái quá trình học tập diễn ra được hiệu quả hơn. Thầy cô thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua những khía cạnh khác nhau của việc tổ chức một lớp học trực tuyến. Hy vọng rằng với những kinh nghiệm của cá nhân tôi, nó sẽ là một cái gợi ý cho các thầy cô trong việc tổ chức lớp học của riêng mình. Và nếu như thầy cô có những cái ý tưởng, những cái ý kiến đóng góp, hãy chia sẻ với cá nhân tôi. Và xin chào và chúc các thầy cô sẽ có thêm nhiều những cảm hứng trong hành trình sắp tới. Xin chào!